để có được làn da mịn màng và tươi sáng, các vết nám và nhăn hoàn toàn biến mất. Xin hãy uống Thai Collagen, một loại tinh chất đến từ Nhật Bản do công ty Forever Bioma Cosmetics giới thiệu, sẽ phục hồi các làn da bị lão hóa, giúp tóc mọc dày thêm, các chứng đau nhức mặn tính vì tuổi tác sẽ không còn nữa. Nghiên cứu cho thấy phương pháp mới giúp collagen thẩm thấu vào da và thấm sâu vào trong cơ thể, chứ không như các mỹ phẩm khác chỉ có tác dụng bên ngoài. Thai Collagen là sản phẩm độc quyền của công ty Nhật Bản. Đặc biệt, mua 3 hộp tặng 1 bộ kem tẩy tế bào da chết tái tạo làn da mới. Mua 6 hộp tặng 1 hộp và bộ kem. Hãy gọi ngay 1-888-933-7624 hoặc 1-888-9-DẹpMãi. Ngoài nước Mỹ, xin gọi 650-756-6786 hoặc vào website collagentrain.net nhận Visa và Mastercard. Cần đại lý trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Kính chào quý khán thính giả của đài SCT 57.4. Hôm nay Trâm Anh có cơ hội được giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm làm đẹp về làn da. Và Trâm Anh cũng mời được chị Ngọc Nhi là giám đốc của công ty Forever Billmore. Chị đã phát hiện ra sản phẩm này và rất muốn chia sẻ những kinh nghiệm ngay chính bản thân chị đến cho quý vị. Trâm Anh xin mời quý vị để nghe những lời trình bày của chị rất là thật. Xin chào chị Ngọc Nhi. Chào Trâm Anh, chào quý khán giả của đài SET. Dạ thưa chị, theo như Trâm Anh biết là về cái vấn đề mà làm đẹp á, thì Trâm Anh thấy là bất cứ một cái nước nào họ vẫn để ý về vấn đề này nhiều. Không chỉ là phái nữ của chúng ta, nhưng mà phái nam họ vẫn tìm những cái sản phẩm nào làm cho họ được trẻ lại, làm cho cái làn da của họ nó không có bị lão hóa. Thì Trâm Anh nghe sản phẩm này là một sản phẩm rất là mới của Nhật. Thì chị có thể nói cho Trâm Anh biết là cái thành phần trong sản phẩm này, Trâm Anh nói nghe là cái collagen. Đúng thì rồi. Chị giải thích thêm về cái collagen đó như thế nào thưa chị? Chào Trâm Anh và chào quý khán giả. Collagen là một cái thành phần, một cái chất trong cơ thể mình. Chỉ như là nó chiếm 75% trong cơ thể mình đó, mà mình không có biết. Thì hồi xưa cách đây khoảng 10 năm về trước thì các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu ra là collagen một cái chất mà làm lão hóa hay không là ăn thua nó. Nếu mà nó thiếu collagen á thì là cơ thể mình bị suy sụp. Giống như là nó một cái hàng rào của da cái đó, hàng rào chống đỡ của da. Nếu mà nó thiếu nhiều thì cái da nó sẽ bị sụp xuống. Thì sụp xuống là nó làm cho nhăn và thô kệch, sần sùi và nó hở lỗ chân lông. Thì làm cho khuôn mặt mình và cái da mình thấy nó rất là già. Thì là cái cách làm bổ sung collagen thì nó có rất là nhiều cách. Nhưng mà ngày xưa đó, như quý thính giả biết đó là các diễn viên Hàn Quốc, các diễn viên của Hollywood thì người ta phải dùng để mà chích cái collagen này vào người. Tại vì cái thời đó là họ chưa có phát minh ra những nhiều cách để mà đưa vào da. Thì một cái liều chích như vậy đó, quý thính giả biết rằng hàng chục ngàn đô là rẻ nhất. Mà những cái người viễn viên họ mới xài được thôi. Tại vì phải xích thường xuyên lắm. Thì sau này Nhật thì họ phát hiện ra là bằng cách là uống. Thì họ bào chế khác đi. Nhưng mà nó có nhiều loại uống lắm. Chẳng hạn như là loại để mà loại nước, rồi loại bột và loại viên. Nhưng mà qua những cái nghiên cứu thì có loại nước là nó tác dụng nhanh nhất và nó thấm thấu nhanh nhất. Thì hôm nay đó thì Ngọc Nhi xin giới thiệu với quý khán giả của đài SCT đó là một cái loại collagen nước và tươi được sản xuất từ Nhật và đưa vào Mỹ được hơn là một năm nay. Thì hiện giờ cái sản phẩm này là ở Nhật là hot nhất. Coi như là đi đâu người ta cũng dùng collagen drink hết. Nhưng mà cái sản phẩm của mình nổi tiếng nhất là bởi vì nó có rất là nhiều chất mà những cái sản phẩm khác không có. Chị Ngọc Nhi có thể giải thích thêm là cái nguyên nhân nào mà nó làm cho mình bị lão hóa với lại bị nám cái da của mình thưa chị? Câu hỏi của Trâm Anh thì rất rất là nhiều người phụ nữ mình quan tâm. Thường như là từ 25 trở lên là làn da của phụ nữ mình bắt đầu bị lão hóa mà mình không có biết, tại vì nó không có thể hiện ra bên ngoài. Từ bên trong lần lần nó đi ra. Mình có tới rất là nhiều lớp da. Trâm Anh công nhận không? Rất là nhiều lớp da. Có nhiều người ta lột tháng này qua tháng nọ, rất là nhiều lớp da, nhưng mà những cái lớp bên trong á, mà đã bị lão hóa rồi thì một thời gian ở hàng, có nhiều khi hàng 5-10 năm sau nó mới đưa ra tới ngoài. Thì khi ra tới ngoài thấy những cái chỗ đậm, chỗ lợt